các bạn. À, nếu bạn nào mà từng theo dõi cái series cắm trại của mình, chắc các bạn còn nhớ cái clip mà cắm trại không sao vs 6 sao phiên bản chỉ được mua đồ online bạn, mua đồ trên mạng á, mua của Shopee, Lazada rồi các kiểu các bạn. Clip đó thì cũng nói chung là cũng rất là vui, do là mua đồ trên mạng có mấy món rất là lạ bạn. Và hôm nay là tụi mình quyết định là remaster lại một lần nữa với phiên bản là 1 sao và vs 10 sao các bạn, phiên bản mua đồ online y vậy luôn. Nhưng mà 1 sao 10 sao thì sẽ là 300k vs 30 triệu thì sẽ mua những cái món lạ hơn rồi ngầu hơn và đầu tư hơn các bạn, xem dĩ nhiên nó sẽ mãn nhãn và nó thú vị hơn các bạn. Nên tụi mình remaster lại làm lần nữa nha. Bạn nào chưa xem bản không sao với 6 sao thì các bạn nhấn vào link phần mô tả video và xem nha các bạn. Clip nó xem cũng rất là ok. Và hôm nay là tụi mình rất là đơn giản là có 7 hàng. Tụi mình sẽ chia phe, một bên là 1 sao sẽ có 300k để mua đồ trên mạng, và một bên là 30 triệu mua gì mua các bạn, mua đồ trên mạng luôn. Ở đây là mình có tất cả là 7 lá hâm, 3 lá 1 sao và 4 lá 10 sao nha các bạn. Bên 10 sao nhiều tiền nên chú nhắm tới 4 hàng luôn. Đây mình sẽ thả vô. Và sao sơn. Có bé nào muốn chơi trước không? Em Tú. Em chơi trước hả? Có lên anh Tú ơi. Nhắm mắt hỏi luôn, chấp luôn, bóng gì bóng em. Anh Tú một sao anh Tú ơi. Anh Tú hồi lúc mấy sao là 6 sao đúng không? Đúng rồi. Giờ anh Tú 1 sao. Anh Tú 10 sao rồi. Oh my god. Clip trước có 6 sao, clip này 10 sao. Rồi bé đại ha. Thằng linh phù hộ. Mà sao 1 sao được em trải nghiệm em. Trải nghiệm em. Cái gì vậy? Sao không mở? Sao không mở? Sao không mở? Sao không mở? Rồi đại 1 sao nha bạn. Đồ hả? Ủa hai tờ. Hai tờ em. Trời ơi không em. Thôi giấc. Hello, hello. Tiêu rồi. Hai tờ 10 sao là gì? Vậy là tối nay chỉ còn có hai tờ 10 sao nữa thôi nha các bạn. Bừa. Ai có muốn chơi không em? Vô chứ. Chị chơi em. Trời ơi. Có điềm rồi. Giá đợi em bóc 1 sao cho anh hỏi bóc. Làm gì 1 sao hả? Mười sao dễ nhất cái à em? Thôi em nhiều cho anh Thương á. Dễ Thương hả? Anh thấy có điểm mà. Còn có một tờ 10 sao thôi đó. Sao? Oh my god. Vậy, oh my god. Vậy là bây giờ là còn một tờ 1 sao và một tờ 10 sao. 50-50 cũng chơi thôi nhường anh. Em chơi cho. Em chơi cho. Có điểm. Tiêu 1 sao mà mọi người ơi. Đây 1 sao. Không sao các bạn, nói chung là vào số sao nhỏ như vậy để trải nghiệm bản thân đồ. Nói chung là biết dính nhút mua từng món rồi đó, sao mà cho cả team cùng xài cái kiểu nó cũng rất là hay vậy các bạn. Còn 10 sao thì không có được cái kỹ năng đó. Ok, nói chung là clip hôm nay các đơn giản, tụi mình sẽ chia hai phe, sau đó lên trên mạng và mua đồ về thôi bạn, mua những món lạ lùng được các kiểu. Và sẽ 7 đến 14 ngày sau thì mới có clip nha bạn. Ok, bạn này có series cắm trại tụi mình để lại một like, chia sẻ để mình nhắn đăng ký kênh để nhận được thông báo khi tụi mình ra những clip khác nha bạn. Ok, bây giờ thì lên mạng thôi. Rồi, tình hình là gần 20 ngày thì hàng đã về nha bạn. Cho là đợi những cái món hàng của bên mấy thằng cu 10 sao nè, nó mua đâu bên Mỹ, bên Mẻo gì á. Lâu bật cố luôn. Chỉ có bên mình là mua Việt Nam không bạn, đồ rất là dày, rất là lẹ luôn. Và đầu tiên là tụi mình sẽ review đồ trước nha bạn. Bên ba anh em đậu xanh tụi mình thì chỉ có hai cục hàng thôi. Đây là cục hàng đồ ăn nước uống, còn đây là cái cục hàng liều sinh tồn nha bạn. Do trên hóa đơn là có địa chỉ rồi các kiểu nên tụi mình sẽ không quay hóa đơn mà sẽ hiện cái bill ở trên Shopee nha bạn, mình mua đồ Shopee nha. Rồi đầu tiên là ba cái tấm bạc lót nhôm cắm trại chống thấm, 3 tấm cộng tiền ship các kiểu 155.892 đồng. Rồi tiếp theo là cái bill đồ ăn của bé Hương, gồm có là 3 lon nước, 3 bịch mì, 5 bịch xì đách, 6 chai nước suối, tiền ship 47.000, tổng cộng là 137.700 đồng nha bạn. Tụi mình mua mà dư 4-5 ngàn nhưng mà không mua thêm được các bạn ơi, mua nữa là tiền ship nó tăng lên á, tại tiền ship là nó tính theo ký các bạn,
có mua thêm đồ thì nó lại đội tiền ship lên mua không được. Nên kết quả là tụi mình chỉ có nhiêu đây thôi nha. Và bây giờ đầu tiên là sẽ review đồ. Bên một sao tụi mình ít nên ưu tiên review trước luôn nha. Sao thằng này không có đồ đựng mà hai thằng kia có đồ đựng công bằng để đâu. Ủa sao nhỏ xíu à? Ủa? Mỗi thằng tắm à. Nhưng mà ủa sao này có đồ đựng, thằng này không có đồ đựng công bằng kìa. Sốt chơi gì chết rồi. Ồ nó cũng như nhau thôi bạn, 3 tấm. Wow. Wow. Đây là tối nay là tụi mình ngủ ngon rồi nha bạn. Đó. Một sao là có 3 tấm bạc nha. Rồi tiếp theo là đồ ăn. Tình hình là đồ ăn là tụi mình chỉ mua được một shop các bạn, không được mua hai shop. Do các bạn cứ mà cái đơn mà nó hát shop là nó lại đội cái tiền ship lên các bạn. Vì shipper lại cho nó một shop thì lấy chỉ có một tiền ship thôi, còn lấy hai shop là hai tiền ship các bạn. Nên mua con shop và đồ ăn hạn chế. Mua được nè. 5 bịch Oxy, 2 4 6 chai nước suối, 3 lon Pepsi, 3 gói mì tiểu nhị. Trời ơi, một sao mà đồ ăn mà bạc đồ các kiểu như vậy thì ba hạt đậu xanh là tối nay không lo chết đói rồi nha các bạn. Còn phía bên đây các bạn nhìn thấy nè, to ở cái gì thế đây. Dạ. Ngủ luôn kìa anh ơi. Ngủ lên luôn kìa, láo ghê không. Chắc không quay gần được, quá trời, quá đơn quá trời luôn. Bikini tập về. Bắt trước. Vậy là bikini. Chắc là chị mua rồi, em nghĩ là vậy. Ở này là có tìm mấy đứa có tên biệt danh gì không? Dạ. À, sau một hồi thì tụi mình đã quyết định là chọn một cái tên, đó chính là đặt là bốn anh em siêu nhân gao hú. Mình là gao xanh khủng long. Còn anh gao bẹt. Gao. Mình là siêu nhân sói cô đơn. Mình siêu nhân hồng. Đại bàng tung cấp. Nơi đâu có 10 sao nơi đó có tụi mình nha bạn. Nghe như cứ la liếm sao á. Rơi vãi. Rồi đầu tiên thì mình sẽ review hết cái đống này luôn nha các bạn. Đầu tiên là tạp dề hình bikini vui nhộn độc đáo 68.080 đồng. Các bạn mua các bạn không biết. Đó cái này cao biển tắm là hết bài luôn. Tiếp theo là 232.500 đồng. Đôi dép ngộ nghĩnh là sao ta, ai ăn hả? À đôi dép của bàn chân đúng không ta? Đúng rồi. Ê bạn thử rồi sao? Rồi em cảm thấy em trở thành khủng long xanh rồi. Tiếp theo là mặt nạ hóa trang 136.500 đồng. Giặt của em luôn á. Sao quái đản gì vậy? Cái này là em mua dành riêng cho thằng Toàn anh ơi. Có tiền mua vậy. Rồi tiếp theo là bánh mít Đài Loan nhập nội địa 206.900 đồng. Ủa? Con cái hả? Chết rồi. Con cái 206.900 đồng. Mít thường là nhiều loại mà. Một cái này 200.000 em. Hiểu thử coi 200.000 con cỡ nào em. Này chia cho. Này gọi là bánh đau lòng chứ làm gì. Đây đây review cho mọi người coi, để tay coi thử coi. Đây 206.000 các bạn. Thơm dữ à. Thử coi em. Dạ để em chia ra. Oh my god, bánh 206.000 nó phải vậy chứ. Ăn giống không? Bánh trung thu quá. Đúng rồi. Nhúng muối. Trung muối. Không ngon, khát nước hiểm anh. Rồi tiếp theo là bánh gạo mochi 427.600 đồng. Ồ mày ơi, cái gì vậy? Trà xanh gì nè. Ủa nhồi bột à? À bánh gạo nướng đó em. Đây là bánh gạo nướng tối review nha bạn. Rồi bỏ qua bên. Rồi tiếp theo là kính mắt lòi ngộ nghĩnh. Dạ của em à. 4 cái 378.500 đồng. Rồi là cái gì á? Em hỏi. Rồi tiếp theo là Coca Cola Big Size Big Show 80.000. Ai mua à? Ủa Coca gì á? 80.000 một chai Coca như vậy đó bạn. Nước Coca Cola vị cay. Tối tối đây review nha. Ok đem cắn đi. Giữ đây. Rồi tiếp theo là nước mặn 117.900 đồng. Rồi nước mặn 117.900 đồng các bạn. Nước này Eon cũng có rồi, cần gì phải mua Shopee ta. Rồi tiếng Hàn không luôn kìa. Thôi được rồi bạn, một sao bạn nói nhiều quá. Dữ vậy ta. Rồi tiếp theo là thịt bò đóng hộp 147.575 đồng. Đây chúng ta sẽ có một cái hộp thịt bò đóng hộp. Ai ăn thịt bò tiếu à. Rồi tiếp theo là nước cốt tầm bóp 131.800 đồng. Trời mẹ ơi, tao tầm bóp là gì đáng để thử lắm nha các bạn. Bánh phô mai nướng 91.800 đồng. Trời ơi mẹ ơi.
tuyệt vời mặt trời nha các bạn. Nước mơ xanh 86.500 đồng. Hình như em cũng có nước này nè. Đã không? Cái này giống loại là nhỏ quá ta. Ừ. Nãy mình có cái lò bự. Có cá đào nữa nè. Cơm trái Trà Bông 134.800 đồng. Đây, cơm trái Trà Bông nha các bạn. Nhìn thấy là hấp dẫn luôn. Coca Cola Mỹ 345.900 đồng. Đây Coca Cola Mỹ nha các bạn. Trời ông nội, Coca Cola Mỹ các bạn ơi, đủ các hương vị luôn. Để tối nay kỳ review lắm á, tối nay chắc anh phải qua ngủ ké rồi. Vậy là anh phải làm y quái cho tụi em rồi. Đèn pin cắm trại 446.900 đồng. Pin đồng chơi không biết đó. Bán không bán pin. Bán đèn không bán pin các bạn, đúng rồi. Như độ ta không độ nàng với em. Bán đèn đâu nhất thiết phải bán pin. Rồi tiếp theo là nước ngọt bị chu ba chúp 415.500 đồng. Đây nước ngọt chu ba chúp. Chu ba chúp là kẹo cũng làm nước ngọt đó ta, dữ đó ta. Đây chu ba chúp vị cam nha bạn. Quá chiến. Và cuối cùng là chu ba chúp vị dâu. Bánh mít Đài Loan 187.300 đồng. Cái này mới là bánh mít Đài Loan nè. Nhiều hơn nè. Đây chúng ta sẽ coi rác rác là gì. Và có cái bánh nãy nữa các bạn. Còn đây là một hùng nước suối 233.800 đồng. Đây một hùng nước suối 283.000 nha bạn. Lẩu tự soi 613.700 đồng. Lẩu 4 hộp. Ghế gấp gọn du lịch. Rớt một cái là một sao có tiền đền đâu á. Clip sao rồi phải cho đó. Dàn dựng cho nó một sao các bạn ơi. Không phải đưa cho nó 10 sao được. Rồi rap xong rồi nha các bạn. Ghế gì hài chứ. Gâu bạc mua đúng một cái ghế cho gâu bạc ngồi luôn. Rồi tiếp theo là hãm với bạn 389.000. Tợ bầu hư mới ghê chứ. Rồi. Oh my god. Cái gì vậy trời. Trời. Rồi tiếp theo lại một tấm hãm lông 334.000. Rẻ hơn nha bạn. Của sói cô đơn mua rồi. Đây đúng mà bộ lông của sói cô đơn rồi. À, lông của sói cô đơn. Ghê quá. Rồi tiếp theo là bàn khung gỗ vẽ 2.444.700 đồng. Rồi chúng ta cùng ráp xem cái này ra cái quái đẻ nha các bạn. Không đỡ game gì dễ này. Bạn lắp ráp như vậy nha các bạn. Nhìn hơi chiến á. Hai cái này chúng ta đã hoàn thành rồi. Tiếp theo là gói đôi gấp gọn giả ngoại 2.006.700 đồng. Gói này 3 người đúng không anh? Gói này cho một sao ngồi như vậy. Lên hai bên kia. Rồi xuống mấy em ơi. Rồi xuống. Rồi quá giặt không lấy rồi. Không lấy không. Mệt mỏi với mấy cái khui hàng này quá bạn ơi. Khùng hàng cuối cùng nha. Lều cắm trại G Lam Bin 6-8 người. Bơm hơi 18.072.600 đồng nha. Là cộng lên hết là đủ 30 triệu à. Dạ đủ anh. Cộng dạ ra là được 29 triệu mấy á. Rồi lên. Lên 33kg. Rồi đi qua bảnh lên. Còn bạn ra lều gì thế này. Lều chiến. Có cả ống bơm rồi nha các bạn. À, chúng ta sẽ có mấy cái lỗ như vầy nè các bạn. Mình sẽ đút ống bơm vô. Dặn qua phải cái. Cứng ngắc. Thích gạch luôn. Chí em. Cái gì vậy? Cái đó là cái đầu hít của người ta đó ngoài. Bịt là sao hít vô. Rồi. Ba đem siêu nhan chuẩn bị việc con quái vật này nha các bạn. Việc đây không phụ đâu. 4 hả? À, 4 lần mà. Rồi đúng là cái căn lều đáng đồng tiền bát gạo luôn bạn. Chúng ta chỉ cần bơm 3 cây cột là nó tự nó phù lên, nó cương lên là hoàn thành thôi bạn. Khá là đơn giản. Tốn khoảng chừng 5 phút thôi. Nhưng mà hơi tốn sức tí bạn. Quay tay hơi tốn sức tí. Kết quả là khá là rộng luôn á. Vậy là tối nay là chắc là tối nay chắc là tụi em phải trải nghiệm rồi anh ạ. Ngại quá. Thôi mẹ bên trong kìa mấy bạn ơi.
Oh my god. Mấy cây cột này là mấy cột hơi luôn các bạn, khá là díp luôn nha. Không có cần một cái cây sắt gì hết, chỉ cần bơm lên là hoàn thành cái căn villa. Có cái cửa sổ đó này. Ờ, tối nay anh xí chỗ này ha. Có cả bếp nữa nè. Có bếp. Rồi tình hình là bên một sao tụi mình định làm một cái lì bằng bạc các bạn. Nhưng mà tự nhiên mình phát hiện ra là bên 10 sao có cái máy thì rất là tuyệt luôn đấy các bạn ơi. Đây. Tự nhiên nó lòi lòi mấy cái dây ra. Sau đó mình chỉ việc để tấm bạc mình vô là mình trở thành một cái hang động như vậy nữa các bạn. Bây giờ mình sẽ gia cố lại nữa nha. Ủa còn Hương làm gì hơn? Cái này gọi là liều sinh tồn phiên bản ký sinh nha anh. Làm sao em? Tức là trước tiên chúng ta trải qua tấm bạc trước. Ừ. Còn cái này là cái đồ đựng mà cái mấy bàn ghế đồ nó á. Ừ. Nhớ là hồi xưa mình có kinh nghiệm nha các bạn. Rất là dễ. Đó là chui những cái ngủ liền. Đúng rồi. Chui những cái xíu à. Mua gia cư gì đó. Vậy hả? Rồi mua rồi sao? Mưa vậy nè. Mua thương nhỏ xíu à. Ok, nói chung là bên một sao tụi mình là chơi theo cái style là mạnh ai nấy sống nha bạn. Đồ ăn ăn chung nhưng mà mỗi người sẽ một chỗ nha. Đại ơi. Nó đây nè. Đại ơi. Nó đây nè. Nó sao hả? Bên đây nè anh ơi, bên trái à. Rồi bé Đại sao em? Ký sinh luôn anh ơi. Ký sinh sao? Đó. Vậy thôi hả? Không, em còn cọp đây nữa. Rồi tình hình là tụi mình định ra biển tắm biển các bạn. Kết quả là KHU vật nguy hiểm, cấm tắm biển các bạn. Có thêm cái hình thằng bé đang bị hello hép đây các bạn. Đây hép nha. Nhưng mà có một hiện tượng lạ. Không muốn kia coi. Ờ nó tắm biển các bạn ơi. Khu vực cấm tắm biển. Ok fine. Vậy là nghỉ tắm biển các bạn ơi. Không cần đâu anh. Em muốn tắm biển. Em với chị nhổ cái cột này lên là tắm được. Vừa nhổ lên cái thấy tiền ngồi trong tù. Không sao, ra biển không tắm biển thì mình chuyển chế độ các bạn. Đi hai nắm nha. Nè 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 vậy 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 vậy. Vậy vậy. Nắm cứt bò rồi vậy. Lâu vô bút cứt kìa. Ôi gì vậy? Nè cái gì này vậy vậy vậy. Nè nhìn tới nè, nhìn tới nè. Đó đó đồ hai rồi ra là biển này chỉ có một cái tài nguyên duy nhất là cây sâm biển thôi bạn ơi. Mùa này sâm biển nó già quá rồi sao ăn được bây giờ. Đây kết quả là bây giờ là bên một sao tụi mình không có gì làm thì bây giờ đi hái mấy cây sâm biển nha bạn để chút nữa ăn mì. Rau này nó rất là mát bạn, ăn là tối ngủ hồi đôi nón. Biết chỗ rau không hả? Nè em có cái nắm tặng anh nè. Đâu đâu em. Anh em mình mấy cái nói chuyện tình cảm em. A few moments later. Rồi tình hình là biển nước nó không có cạn mà ngoài đó cũng không có hải sản gì hết. Và lại còn không cho tắm nữa nên tụi mình kết thúc cái chuyến đi săn ở đây nha. À, khi đi biển các bạn nhớ đừng mang mấy cái dép như mình nha các bạn. Dép cái tay luôn. Ừ, nó có dít két tùm lum hết à. Khó chịu đó các bạn. Ồ, vậy là anh chưa biết rồi. Đây. Đây mới là cái thứ mà ghê gớm nhất á. Coi nè. Ơi, chị gà hút két. Đi biển đừng bao giờ mang cái dép như thế này. Rồi thời tối các bạn ơi. Tối thì bên kia nó sang chảnh quá, nó không qua ở chung chơi chung với tụi mình. Chơi mình lên trong đó luôn kìa. Có kìa. Nó làm gì kìa? Bừng sao mà anh, đang phải chơi với một sao được. Mắc tình cảm anh em các bạn. Nhưng không sao. Ba anh em hoặc ba hạt đậu tụi mình chơi chung được rồi. Mấy con gà đâu bao giờ hiểu được cái cảm giác của mấy hạt đậu đó bạn. Vô. Vô. Làm gì làm một sao vẫn phải có nước ngọt nha bạn. Trời ơi nó xì khói kìa, tại nó nóng xì khói kìa. Oh my god. Wow. Pepsi ủ nóng. Vị chanh soảng khoái. Zero ro calor. Không năng lượng nha bạn. Một sao mà còn không năng lượng nữa anh. Vậy phải giảm cân nha, uống nhiều nước ngọt qua tiểu đường các bạn. Mình thấy là bên mấy 10 sao nó mua cái đống nước ngọt luôn. Ngày mai giờ kiến heo. Đúng rồi, hảo hán. À, vẫn là như tục lệ cũ các bạn. Ba anh em hạt đậu tụi mình sẽ uống hết luôn. Rồi sau khi uống xong thì tụi mình sẽ sử dụng cái lon này để nấu mì các bạn. Vẫn là cái tiền hóng cũ của team mình. Nấu mì bằng lon nước ngọt. Dành cho những bạn có dưới đáy xã hội các bạn. Là phải chơi cái chiêu này. Chứ giờ đâu có nồi đâu bạn ơi. À đáy xã hội tụi mình là đáy tụi mình là chỉ có một sao thôi là đáy các bạn, không sao một sao thôi nha.
chứ mà đáy nữa thì mình không biết là ở đâu. Tiếp theo là sẽ lấy cái móc này lên, học cái cây qua, nấu nước thôi mà. Wow. Thường lâu quá nha. Ba hạt đậu xanh là phải đi chung với con gà nó mổ một cái là không còn hạt nào luôn bây giờ. Đúng rồi. Nghĩa là chết liền. Sai sót. Để đi chung là nó mổ lần ba hộp. Là sao? Rồi, tình hình là mình mua lộn mì xào các bạn ơi. Mì tiểu nhị, mì xào. Vẫn xào được nha các bạn. Đầu tiên mình sẽ bỏ gói hành vô đây. Dễ thương. Cây hành nữa. Cài quá anh ơi. Hoàn cảnh anh em của tụi mình thật là tuyệt vời. Trời ơi, đã dưới đáy xã hội rồi mà nó còn chơi giày nữa. Muốn gì mình xuống cái gì vậy trời. Ok. Tiếp theo là học vô. Vẫn được. Cái này có khi nào đi sai một giây là mình nghĩ ăn không ta. À ha. Mình phải sử dụng cái đầu của mình nha các bạn. Đó, cầm vô. Wow. Sau đó bắt đầu chế nha. Đó. Ghê vậy. Sao chế luôn cho Hương luôn nè. Thử ơi, còn bao nhiêu anh? Ê, nó teo rồi kìa. À, mình thử chế bằng cái cách truyền thống nha các bạn. Không được thì đừng cho anh nghỉ ăn nha. Làm người đàn ông truyền thống hô. Đó. Biết ngay mà. Không ổn. Thêm miếng nữa được anh. Biết gì không là nhà anh hỗ trợ luôn. Ba giây khỉ á, nó vẫn còn dính đen đây luôn nè. Đây, anh hỗ trợ cho. Hỗ trợ cái gì? Hỗ trợ cái gì? Hỗ trợ gỡ ra. Thôi, nè. Này hành mà, này hành mà. Nè. Hành khỉ, cameraman nào đây. Nè, cái gói hành còn ở đây chưa chế vô nè. Hành khỉ á. Gỡ. Gỡ cái gì? Nè, từ từ để nói cho nghe nè. Anh em của tụi mình á, hoạn mạng có nhau, ăn thì ăn chung. Cái này nó đã dơ rồi thì ăn chung, có gì đâu. Trời ơi, có dơ đâu. Không dơ đúng không? Được rồi, làm đúng là một người vĩ đại. Đây, gỡ cho. Đổi chứ có gì đâu. Đây, nên gỡ cho, còn đâu có mấy miếng nhỏ nhỏ ở dạch đó, rồi xong phải không? Ồ, đúng rồi. Đó, rồi. Tuyệt vời luôn anh ơi. Tuyệt vời luôn Hương ơi. 10 điểm. Ăn thôi. Anh nên nhớ là làm thôi. Tuấn xì nè. Bây giờ là hắn là ăn cái đó nha. Ủa hắn là ăn hả? Ừ, hắn là ăn cái đó nha. Ok. Ôi Hương thua chắc rồi. 3, 2, 1 vô. Rồi Hương ăn rồi. Hương ăn cái đó. Rồi có chi có chẹo chứ. Không sao đâu. Được. Hậu hắn. Có ở đâu. Anh ăn cái liền luôn nè. Nè Hương nhìn nè. Ờ. Bỏ rau này vô nha các bạn. Ồ sao? Nè, anh thương anh em lắm nè, cho Hưng một lá rau nè, bỏ vô. Ờ vậy hả? Rồi đại một lá rau bỏ vô. Rồi tiếp theo là mình cùng chắc nước rồi mọi người. Ồ, đâu nước gì đâu chắc à? À có. Túm túm nhỏ nhỏ lại đi xuống là nghỉ ăn luôn á. Có 3 gói mì duy nhất rồi Hưng ơi. Nhưng mà mình có thể ăn chung được mà. Chứ không phải. đối cùng nhau. Có gẹp cho sạch rách cho hôm, không có dạng vậy được. Ờ, ngày cho sạch rách ăn một mình. Rồi tiếp theo là chế nước sốt vô. Quậy lại cho bạn coi. Mì xào táo quân. Ủa lộn, tiểu nhị mà ông nội. Ủa tiểu nhị hả? Đó, xào lên các bạn ơi. Lần đầu tiên cái clip cấp trại mà nó gian khổ như vậy luôn các bạn. Ăn mì rồi. Ok, kèm theo một ít lá sâm biển nha. Sao mày dở rồi không? Coi nữa. Trời. Nó hơi sặc tí bạn. Nói chung là bên một sao tụi mình thì không có gì review hết các bạn, ngoài sự đáy xã hội thôi chứ không có cái gì hết các bạn. Khá là chán. Không sao. Nếu mà như video đạt 300.000 like thì clip sau có thể là mình sẽ bật dậy các bạn. Ba anh em tụi mình clip sau 10 sao. Hịa bên kia tới bến luôn. Clip này không biết bên kia có hịa tụi mình hay không, nhưng mà clip sau chắc chắn phải hịa lại bạn. Không thể chấp nhận được. Xong thì tụi mình sẽ tráng miệng mà một gói OT nha các bạn. Một gói duy nhất thôi. Còn lại để mà ăn sáng đâu các kiểu nữa. Nghèo cho sạch. Rách ăn một mình. Tối nay tem 10 sao còn được gọi là 4 anh em siêu nhân của tụi mình sẽ ăn tối nha các bạn. Đây, tụi mình sẽ ăn lẩu tự soi. Tiếng này là tiếng Hàn Quốc nha. Đây, không biết đọc sao. À, đây, mình biết nè, siêu nhân bạc, mình biết nè. Gao bạc, nói bạc. Đây là sashimi. Có nghĩa là cơm gì á. Rồi đây là món tôm lai sen. Là tôm hải sản.
đây đây đây, còn món này là mì bò. Mì bò. Mì bò. 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 Những người dưới đó không biết đâu. Đây 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 đây, mikagi. Này cơm mà. Này cơm mà. Cơm kagi. Rồi. Và chén miệng. À, ăn chơi của tụi mình á thì bánh ăn vặt là mấy cái bánh Đài Loan nha. Tí nữa mình review sao, tí mình ăn mình review. Và uống thì uống trái cây, nước của hàng nha các bạn. Nước ngọt trái cây chúc ba chúc với một coca cherry. Ok, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu mình khui lẩu từ soi ra và mình ăn. Đã là siêu nhân thì mình phải có một cái sức mạnh, sức khỏe, đề kháng để mình đi chống yêu quái các bạn. Nên tụi mình phải ăn như thế này. Chứ ví dụ mà ăn mì gói với bên kia thì sức đâu mình chống yêu quái đúng không? Ta để ra cái gì cũng thế giới mà. Ồ, mình khui ra là mình sẽ được mấy cái bịch như thế này các bạn. Mình có đũa nè. Cái này là mình bóp mềm mềm, mình nghĩ đây là topping nè. Siêu ngon rồi ta. Siêu ngon. Thôi được rồi, háo háo ra rồi dễ nhìn. Làm mất cái dịch ôm gì mang cái đó rồi làm không được. Và cái này mình cũng không biết cái gì nữa bạn, bịch bịch không à. Và mình chỉ biết duy nhất cái này thôi. Gói tự soi nha. Wow, còn mình là có một cái bịch xốp vậy bạn. Nó hôm lắm. Với à, đây là con người quỷ mình hay bắt này, đây là con hến. Con chim chép. Chim chép. Ờ à, đúng rồi đúng rồi đúng rồi. Vậy cũng không biết hả? Ờ mình được tới hai con tôm luôn. Đầu tiên thì tụi mình sẽ xé ra các bạn. Xé bỏ tấm pin vào thôi ha. Đừng có lẫn lộn nha. Tí nào ăn tùm lum tùm la hết nè. Đi vô cơm luôn hả ta? Lâu kìa lời mời nè, nhìn nè. Người ta ăn sâu mà nó té nguyện luôn rồi. Rồi. Ê mấy bạn. Mặc kệ sự đời, người ta nói gì cứ nói. Mình cứ thế mình là mẹ mình luôn vui vẻ hiểu không? Không gì phải giỏi hết. Sau khi tụi mình bỏ hết topping vào chén thì nó sẽ được như thế này các bạn. Và tiếp theo là tới cái chuyên mục là làm cho sôi lên. Đây là cái gói tự sôi của tụi mình. Giờ mình sẽ đổ nước vào. Mọi người cũng có một chai đúng không? Đúng rồi. Chế vào đi. À, đây các bạn. Sau khi mình chế vào thì nó sôi sùng sục như thế này nè. Sau đó mình sẽ để cái món của mình lên. Wow, nóng đấy. Và tiếp theo là mình sẽ chế nước vào cái nồi lẩu của mình. Cuối cùng là mình sẽ đậy lại và chờ trong vòng 15 phút nha các bạn. Tại vì mình thấy bao bì là để số 15 nên mình đoán là 15 phút. Thiếu kinh nghiệm rồi. Đây ta chuyên giao ngoại ngữ đây nè. Thôi ra là 1,5 phút rồi. Trong thời gian tụi mình chờ lẩu chín á thì tụi mình sẽ ăn vặt trước nha các bạn. Đây là những món ăn vặt nè, đem lên mấy đứa. Mà sao là mình phải biết trải nghiệm. Rồi mấy đứa lựa đi, ăn nào review á. Cái nào hấp dẫn. Mình sẽ nè, bánh xoài Tú đây, nè. Bánh xoài. Em mà... lấy bánh đó luôn đi, lấy trắng trắng đi ha. Cái này nhìn giống như chi. Rồi mình sẽ ăn bánh có hình ổ ong nha các bạn. Rồi, cũng mình ăn chocolate nha. Mình thì ăn bánh như cái hộp kem nha. Đây để mình ăn thử luôn nè. Nó mềm, nó như bánh bông lan vậy á. Không được. Bánh xoài ăn nó ngọt ngọt. Béo béo đã lắm. Mình cảm thấy là không, cái bịch này chắc cũng ăn được á các bạn. Nên mình sẽ để riêng một bên xíu mình cho một sau ăn. Nhìn. Bình tĩnh, anh chỉ hùi ra cho mấy em thôi là mình càng chịu. Mấy bánh này lạ nè, cho nhìn nè. Bánh phô mai không chịu ăn đi, ăn bánh gì vậy em? Cuộc sống này á, mình có sai thì mình phải nhận mấy bạn. Mình đổ hờn lâm quen quá nên mình sẽ quyết định mình sẽ cho cái bánh. Bánh gì mấy đứa? Đây, để em, để em. Không nè. Trời ơi, cho mà còn đòi hỏi nữa hả? Một thao cho cái bánh Dokimon này nè. Một lên nè. Đây. 1, 2, 3. 1. Không được, không được. À, hết luôn rồi, có hai cái như vậy. Hai cái hả? Thôi rất là tiếc á, anh rất là tiếc á, nhưng mà phải chịu thôi chứ sao giờ. Má anh bắt chia tay là một người anh công bằng. Bánh này coi tới làm đôi mọi người. Hãy chơi chơi chơi. Rồi, Hương lớn nè, Quyến lớn. Đại nhỏ nè, Quyến nhỏ. Anh Lâm lớn. Nói chung là hy khó khăn thì mới biết anh em, nói chung là rất là tốt rồi nha các bạn. Cảm ơn em đã hy sinh. Em hiểu mà. Tiết một còn dài các bạn. Mày ngồi đây chút còn nữa mà, tưởng lo chút nữa anh sẽ nhường cái phần lớn. Good good. Thôi lẽ là lượng quen nhiều quá, anh giả chữ anh giờ.
Rồi lâu quá mình mới vô được 16 bạn. Mình đang ở trên muốt trên cao vậy nè. Còn bển là muốt ở dưới đáy vậy nè. Bởi vậy mình thấy ăn mấy cái bánh không có no đâu, nên mình sẽ cho ổ bánh mì. Đó là coi sự dành ăn của mình là hút vui vậy. Vậy thật ra là người ta thường đau khổ có một sao là hút vui có 10 sao cũng được. Rồi tiếp đây. Tiếp đây là tụi mình sẽ review cái bánh bánh nướng gì nè. Bánh phô mai nướng theo mình đó là vậy các bạn. Đây mình có trời ơi quá trời luôn. Anh em siêu nhân mình phải ăn từ từ. Team tụi mình rất là đoàn kết, không có tranh giành mấy bạn, cứ bớt từ từ. Không có gì phải giỏi hết. Ơi, không được á, không ăn. Trời ơi, các bạn này ham ăn ghê luôn bạn. Rồi, khát nước quá. Phải uống nước, phải uống nước, nước, nước. Hỡi anh em, khôi nước. Anh em siêu nhân. Ôi, ôi, ôi. Ai lắc cái lon này quá. Trở lại, phụng hoàng tung cánh vậy. Hồi nãy hình như là điềm báo có Uruku các bạn. Nhưng phải ăn hết cái đống này rồi mình mới đi bắt Uruku nha. Đây, đây là những câu học huyền thoại của trong những bộ phim siêu nhân. Nơi đâu có 10 sao, nơi đó có siêu nhân. Bố anh em tụi mình vô. Lấy lại công lý. Đúng. Trời ơi, đã kìa. Đúng là hương vị 10 sao. Ở nhìn ở nhìn nhìn cái tem dưới đó xong nhìn hơi khổ các bạn. Đây đây anh ơi, em cho nè. Nước suối à, không có dư em ơi, dư nhiều lắm. Có cái nước nào đó mà nó ngọt ngọt ngon ngon là lạ không? Trời ơi, đúng rồi luôn. Chúng ta cô la con gái đi. Đây để gâu bạc lo nè. Rồi gâu bạc. Đây gâu bạc sẽ cho những anh em ngoài uống coca nha. Biểu diễn khui nha. Hưởng thức. Biểu diễn khui hả? Gâu bạc ra ngoài luôn anh gâu bạc. Này phải ra ngoài quay sơ cái à. Gì vậy? Đây. Tập giải. Oh my god. Làm gì vậy? Vậy tự nhiên không có lẩu có tập dài. Cho tay một sao hưởng thức coca. Coca cola ca em. Đúng rồi anh. Đây biểu diễn. Né nè. Có nghề. Được review luôn các bạn, còn gì bằng nữa. Rồi mời tiếp 10 sao nhé. Uống nhiều lên nó mới hưởng thức được cái vị lan tỏa của 10 sao dành cho một sao. Ấm cúng cỡ nào đúng không? Đại cũng muốn thử. Sao nghe cay hết ta? Nghe nó hơi nồng nồng. Chai dùm 80 ngàn hả? Đúng rồi. Không. Cái nó sập lên đôi mũi nè. Cái hơi cái vị đó nó hơi cay cay lên cái miệng á ha. Cái kiểu như vị cay nó từ từ lan tỏa anh. Thôi được rồi, này cũng bên tụi anh rồi em. Được cái rồi. Cay ở đây là nhìn một sao, lộn 10 sao ăn. Nó không có cay gì đâu. Cay. Cay rồi. Vậy sao hả bay? Sao bay dữ ta? Cái này nó giống cái wasabi ở nồng mình lỗ mũi chút xíu thôi chị hơi. Uống vô cái hơi nó sọc ra lỗ mũi hơi nhiều một chút các bạn chứ. Rồi. Không có cay hết nha. Tem tụi mình cũng cảm thấy là hình như lẩu chín rồi các bạn ơi. Bây giờ thì sẽ nhắc ra và ăn nha. Ủa em nhớ cơm mà sao em hành cháo rồi ta? Trời. Cháo cà ri mọi người. Vậy cho Tú ăn trước đi ha, từng người ha. Để em ăn trước cho. Nhớ đây miếng thịt. Ở đây mình thấy nè, có thịt bò nè, đậu que, bắp, cà chua. Hình như này là mình nghĩ là khoai tây, cà rốt hết rồi. Combo nè. Sao gao đây bạn? Nó ngọt ngọt, mặn mặn, thơm mùi gạo. Thịt bò thịt thì nó mềm, ăn nó ngon lắm. Chú tại review. Được rồi. Lên da cao các bạn. Ông quen ẩm hơn. Rồi tiếp theo là tới mình nhé bạn. Đây là cái nồi lẩu gòi xong, mình theo mình đó là cái này là nồi lẩu tứ xuyên rồi. Đây thì mình có măng nè. Này thịt bò nè các bạn. Này chắc là mỡ bò rong biển. Rồi cái này là miếng nè. Sen. Nó sen hay gì mà quên rồi. Rồi giờ mình sẽ bắt đầu ăn thử. Ăn chung với bò. Thôi ăn miếng thịt bò trước đi. Thịt bò nó mềm như bò kho á. Nhưng mà nó cay các bạn. Cái hậu thì nó mặn nha. Chắc là mình cho hơi ít nước thì phải. Ăn thử một miếng này.
sau khi mình ăn thêm cái phần miếng này vào á thì mình cảm thấy là hương vị 10 sao các bạn ạ. À. Ôi tuyệt vời. Tiếp theo là món của mình đó. Đây là món lau hai tâm xun. Trong này nó có cái ngó sen nè các bạn. Cái này đang ngồi ghê mà. Ngó sen bị hầm. Này nó cay dịu lắm các bạn. Cảm giác như là mình đang ở bên nước Trung Quốc vậy á. Gì đó Hàn Quốc mà. Rồi ở Hàn Quốc chứ. Thái Lan. Thầy hỏi ăn ăn thử miếng miếng được. Ngồi trên cao mà ăn mát quá. Quá đã. Cuối cùng là tới mình. Mình thì cơm thịt xá xíu. Nhìn thì cũng á. Ôi giờ mình sẽ thử luôn. Nó thơm thơm. Mùi thịt xá xíu mà với mặn mặn của nước sốt nữa. Cơm ăn ngon em, dẻo nghe gì không? Dẻo lắm anh. Sao thử đi rồi. Vậy gạo 10 sao không phải cho 1 sao hưởng thức được. Đâu dẻo lắm hả Toàn? À. Nè. À nè. Ôi nó dẻo kìa. Nghe mỏi miệng luôn. Ờ nào tập trung ăn đi. Hồi nãy có điềm báo Uruku tới rồi. Ăn để còn có sức đánh Uruku nữa. Đúng rồi đúng rồi. Ăn nhanh thôi. Chúng ta phải uống nước công lý. Nước nữa. Nước công lý. Vô. Ủa? Thấy mấy em ăn chán quá, mấy em có muốn mướn một mỹ nữ bên anh không? Biểu diễn kỹ năng cho em coi. Theo tụi em thì chắc là cần. Cần đấy. Để khích lệ tinh thần đi đánh Uruku nữa. Rồi. Vô. Vô. Vô mỹ nhân. Vô mỹ nhân. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Khoan. Đã đến lúc mình trao cái đầu ếch này cho mỹ nữ nè. Rồi ô xin cảm ơn quý công tử. Cái gì nó đẹp mà còn đeo đi thôi sao. Nước ok, chào mỹ nữ. Chào mỹ nữ nè. Chào mỹ nữ. Nè tặng mỹ nữ một chai nước ngọt nè. Xin cảm ơn quý công tử. Rồi. Bye bye. Hết rồi. Rồi hết rồi. Hết rồi. Được rồi. Cái đó quăng làm màu thôi à. Cái đó quăng làm màu thôi. Đó đụ la đụ la đụ la. Chỉ quăng làm màu thôi. Tạm biệt. Ôi. Nước ngọt mà chào. Rồi sau khi ăn tối xong thì tụi mình đã đánh Uruku xong luôn rồi nha các bạn. Bây giờ tụi mình sẽ đi ngủ. Nhưng mà chỗ nó rộng quá nên giờ anh em đồ nằm lăn lê lăn lóc vậy đó. Hết nằm đâu nằm rồi các bạn. Chỗ rộng quá mà. Rồi mình cũng đi ngủ đây. Tối nay mình làm quái vặt cho mọi người. Rồi mấy con cu 10 sao nó cũng ngủ rồi nha các bạn. Mình sẽ review chỗ của bên một sao. Một sao vẫn phải review với bạn. Do là chỗ ngủ của bên một sao rất là bá đạo. Đầu tiên là đại. Chỗ gì thế này? Chị nói em. Đúng rồi anh ơi. Cảm thấy ổn áo em. Quá ổn áo quá. Vậy hả? Đúng rồi. Vậy là bắt trước anh rồi. Anh em mình là phải ký sinh chứ. Cái bãi này được cái là mát mẻ và không có mũi vậy. Lâu lâu mới có một hai con đập cái hết à. Rồi phía bên trái của căn lều thì sẽ có một cái hang ổ của Uruku nữa bạn. Đây. Cái quái đẻ như thế này. Nãy là chỉ là đùa mọi người thôi. Đây mới là hành phẩm nha anh. Quái gì vậy? Hang động hả? Ủa bung cái này ra ăn cái. Trải này cái này cái gói nè. Nghe ngủ. Chúa tại hôm lát. Còn đây anh, này dành đuôi mũi nha anh. Okay, cái hang của mình thì nó thêm tốt hơn nha các bạn. Đồ ăn đồ khá là nhiều. Tự nhiên đâu ra nước ngọt tinh trời rớt xuống. Uống sao hết trời. Chui vô. Trải nghiệm thôi. Ủa sao rớt rồi? Không sao. Rồi dày ngủ thôi các bạn, khá là đơn giản.
Ok, nếu như tối nay có mưa thì tụi mình sẽ tính tiếp nha bạn. Chúc các bạn ngủ ngon. Goodbye. Vì sao có nhà lửa kế bên kìa? Xe lửa đâu đây hả? Trời sáng mấy bạn ơi. Phải nói là cái miếng giấy bạc này nè, miếng xốp này nè, ngủ rất là ok luôn. Vừa ấm mà vừa im đó nha. Chỉ có cái là mấy cái hạt, lâu lâu có mấy cái hạt dương các bạn kê vô massage ngủ rất là tuyệt nha. Lại kêu Phương dậy coi. Bây giờ sáng em ơi. Phương ơi. Phương. Ok. Bây giờ mình thu dọn liều trại rồi. Quay cũng ngon em. Hùng xốp ấm lắm anh. Bây giờ mình sẽ thu dọn liều trại nha các bạn. Bên bọc sau của mình tụi mình thì rất là rộn gọn gàng. Hello. Nói này cũng ngon em. Ổn áp không? Ngon. Giờ dựng khu liều đó em. Tháo dây liều ra. Tiếp theo là bên chiến xe lửa các bạn. Ai ngủ nghe ca ngái. Mày coi cho tội nghiệp mấy 10 sao đó bạn ơi. Nó không có mền. Nó phải đắp cái tấm hãm kìa. Tội nghiệp kìa không. Nó nghe lạnh gì đâu mà cái lạnh kìa ta. Lạnh hay gì? Lạnh hả? Đúng rồi tối nó hơi lạnh. Tao nằm ngay cửa rồi. Kì 10 sao mà lạnh kìa. Cô bé vô hồng. Cũng ngon em. Toàn. Tối ba đeo giao lưu tấm hạ màu hồng còn đây này thêm hàng lạnh nữa đấy bạn. Trời ơi đắp đắp áo gió nữa nè. Lô lạnh ha. Ừ. Sao kỳ ngủ trong liều mà lạnh mà mình ngủ tấm bạc mà sống lạnh kỹ ta. Game dễ vậy. Ok ăn sáng không mọi người. Rồi buổi sáng thì tụi mình lại tiếp tục quay hoàng bên đống lửa trại để ăn sáng các bạn ơi. Chúng ta sẽ chờ đón xem là bên 10 sao sẽ biểu diễn cái món ăn sáng lạ lùng gì nha các bạn. 10 sao mà. Rồi, mấy đứa. Nếu các bạn hành tâm muốn biết, tụi mình sẵn sàng trả lời. Xin giới thiệu, bữa anh em siêu nhân gào hú. Nơi đâu có 10 sao, nơi đó có bữa anh em rau của tụi mình. Hú. Biết thôi kệ. Tối hú luôn. Có thể do tối đánh Uruku dữ quá nên tụi nó mệt mỏi các bạn. Không cảm xíu. Đánh tối đánh nhiều quá hơi mệt. Sáng nay thì tụi mình sẽ ăn bánh bánh gạo nướng, có hai loại hương vị luôn. Mình đây là mình thấy đậu đỏ, còn đây là đậu trắng. Bò đóng hộp, luôn luôn phải uống nước ngọt để có sức mà đi đánh với Uruku các bạn. Bốn loại nước ngọt khác nhau. Thôi lựa mấy siêu nhân gao. À, trời đó là tới cùng chuyện. Ba dĩ kỳ viên nó tầm bóp anh nè. Đúng là rau bạc. Nước cốt tầm bóp uống vô đẹp da. Ôi mời quá. Ôi nó giống mùi mật ong. Đúng rồi đúng rồi. Nó uống đi. Này là như mật ong vậy không khác gì luôn. Mật ong mới làm chua chua như nước cam vậy á. Mình mười sao. Mình siêu nhân gao 10 sao mà uống vào cái cảm thấy sao à? Có trắng da không? Cảm giác không cổ rồi. Phải la được tiếp. Gao không? Ồ. Được. Khá hay cho gao bạc. Ờ thôi được rồi. Một mình bạn la được rồi. Rồi bây giờ thì xiên vô mỗi đứa một cây nào. Cái đậu hũ trắng này ấy, thì mình chỉ cần mình xiên vào mình nướng là mình ăn được rồi nha các bạn. Rồi mình sẽ đem lên nướng như thế này mà chờ chín và ăn trải nghiệm nha các bạn. Cục đạn sống được không ta? Không rồi. Không được. Mấy đứa mà bên Mỹ rồi nó cắm trại lên đàn nướng này không các bạn? Lâu quá vô mà nó tốn thời gian quá bạn ơi. Ôi. Một cái ra đi. Một cái khác em. Em có cái khác em. Mừng sao lắm em à. Nói thiệt cho mấy bạn. Qua một đêm chưa biết ai giàu hơn ai. Đúng đâu rồi, qua đêm rồi là tụi mình nè, đây bao nhiêu là đồ ăn. Đúng rồi. Mình chỉ cần đi vũ công một đêm thôi á mà đã thay đổi như vậy á. Ê vũ công á có lòi ra nhiều nước ngọt quá không vậy trời ơi, sao mà có nhiều như đồ ăn như vậy được, làm sao ăn hết bây giờ. Suối gì tầm này nữa thôi, không uống nước suối đi. Tụi mày gót bánh này nhân gì á
qua 16 review rồi, giờ tới lượt 1 sao nha các bạn. Bánh bánh Nhật cho họ bánh chả bông gì vậy? Y như bánh bông lan luôn, không khác gì hết á. Còn mình bánh Nhật nha các bạn. Bánh Nhật à? Nói chung bánh bông lan như chả bông. Tìm những cái mới nữa. Mấy kia nước lâu cực kỳ luôn bạn, nước thành tháng luôn kìa con kìa. Nó chín, thật ra là chín rồi, mấy đứa tưởng nó nướng dữ quá. Nó chín rồi nè, rồi nó dần phù lên đã chín rồi. Bây giờ bắt đầu anh review bạn. Nó dẻo. Nó dẻo ăn như bột gì ta, bánh bánh gạo trong tteokbokki á bạn. Như dẻo mà lẹt lẹt y vậy. Bánh chua vui mà này phải ăn với bò. Nữa. Bà vậy. Rồi tiếp theo thì mình sẽ khui cái phần bò đóng hộp này ra. Sáng ta phải ăn bò bánh đồ chứ ai ăn mấy cái bánh lỏ đó. Bò lỏ. Vậy rồi. Gâu bạc. Bò này nhìn ngon. Ăn gâu bạc. Đây nè. Đây. Ăn thử review gâu bạc. Dứt miếng bò lên nó mới ngầu. Đây đây đây. Ba tê vào buổi sáng. Má ơi. Má ăn thử. Ngon lắm á, thiệt. Oh my god. Mấy thằng một sao đâu hiểu được cái cảm giác của ở trên 10 sao đâu. Bò gì á? Bò này á nó rụt. Mình nghĩ là bỏ vô bánh mì ăn sẽ ngon hơn các bạn. Rụt mà ăn mặn mặn cũng được chứ. Ba tê vào buổi sáng. Rồi uống nước mấy đứa à. Mình sẽ review thử cái nước nước mặn của mình luôn. Nơi đâu có 10 sao. Nơi đó có 1 sao. Nhau. Ồ, cái này uống nó chua chua ăn y như ăn táo mấy bạn. Trước này nè, y hệt luôn á. Nếu các bạn thấy 4 anh em siêu nhân cao hú của tụi mình diễn vai trò 10 sao và đánh Uruku rất là tốt thì các bạn nhớ đăng ký và like, chia sẻ thật nhiều cho đủ 300 ngàn. Để anh Lâm tổ chức thêm một lần nữa. Đi cắm trại nha bạn. Và tụi mình sẽ vào đảm nhiệm thêm 10 sao nữa. No. No no. Đằng sau là Oroku phải bực dậy các bạn. Đằng sau là Oroku 10 sao. Siêu nhân 1 sao đó mới có thú vị chứ, đúng không? Vậy mình phải đón xem rồi. Đúng rồi, các bạn nhớ đón xem tập tiếp theo. Phiên bản chắc tinh cây quá các bạn. Cho Oroku leo cây nha. Siêu nhân 3 lên đâu nổi đâu. Hợp lý. Ok. Ok, nói chung là tụi mình kết thúc video tại đây các bạn ơi. Clip hôm nay là chủ yếu là cắm trại phiên bản tinh mạng, mua mấy đồ lạ lạ về review. Đó như là cái ngôi nhà đó các bạn, khá là lạ luôn. Lần đầu tiên mà thấy cái liều mà nó lên hơi đột nhanh như vậy các bạn, trong vòng vài phút. Rất là cứng cáp luôn, ngủ ấm không biết đó. Dạ, ấm anh lắm anh. Thì sao thấy đắp bền một bầy vậy? Dạ, tại xém đi vệ sinh á. Đâu lại nằm kế cửa sổ á, gió buồn là. Chứ sao anh ngủ ngoài nghe ấm ghê luôn, rất tuyệt vời luôn các bạn. Ngủ ngon. Đó thì đó là một sao đó. Đúng rồi, cái liều rất là tuyệt nhưng mà những cái tấm bạc cũng rất là tuyệt nha các bạn. Ok, các bạn thích video này để lại một like, chia sẻ để bạn nhắn đăng ký kênh nhận thông báo cho mình xem những clip khác. Đặc biệt là nếu clip này đạt đủ 300k like thì sẽ có tập kế tiếp liền nha các bạn. Còn không đủ thì khoảng 1-2 tuần các bạn ơi, tại vì khá là đầu tư các bạn, mua đồ các kiểu, suy nghĩ rồi ý tưởng rồi nữa nha. Ok, tạm biệt các bạn. Nào mua mấy cái bánh tàu ăn dở. Sao sao á. Nấu ăn đúng rồi. Ăn ké mà còn đòi hỏi sao, đòi hít thơm hả?